đang quay vô nên nó bị hết dung lượng mất. Quay lại cái cuối cùng ha. Cái này là rotational capacity test. Thì nói lại thì để test cái này là mình test xem cái thread cái rang con bu lông xem nó có bị vỡ khi mà mình test ở cái khi mà mình xoay con tái này không ha. Rồi, test nó. Muốn test nó thì sợ bu lông vô. Mình phải có giai đoạn là mình pre-verification thì mình cũng đo chiều dài con bu lông để biết nó là nó dài bao nhiêu, nó có nhỏ hơn 4D không. Thì với size của mình nhỏ hơn 4D thì mình xoay 240 độ theo như spec yêu cầu, theo như tiêu chuẩn yêu cầu. Thì mình cũng xem mình siết bu lông vào, xong mình cũng siết bằng cái slip tie, mình siết bằng cái cờ lê thôi, siết chặt cái xong kết thúc. Rồi vô phân cảnh 2, marking một đường line giữa blade washer nut với con bone là một đường line. Rồi xong bắt đầu xoay, thì xoay 240 độ nó hơi nặng, thì để mình xoay bằng cần lực trước đi. Nếu như mà anh em mà xoay tới 240 độ mà xoay không nổi thì sử dụng cái máy bắn bù lông, máy bắn hơi bắt đầu mình siết, mình đập đó, đập cái đầu con tái, cái máy nó đập chứ, thì mình sẽ xoay đến cái vị trí 240 độ. Rồi mình sẽ xoay ha. Ở đây là tấn marking hai điểm. Đây lúc đầu mình marking về một đường line, xong bắt đầu mình xoay con tái, xí con tái miết làm sao mà cho cái marking này nó nằm ở 240 độ. Ok chưa? Rồi sau khi mà nó nằm 240 độ rồi kìa, quay video tới chỗ này cho chứng minh cho người ta thấy đường line thì nó tới 240 độ. Rồi xong kết thúc, bắt đầu xong rồi thì mình verify xem nó có đặt không á, tháo ra, release nó ra. Rồi tức là mình đang kiểm tra xem cái rang này đó, tôi siết căng vậy đó, rồi cái rang này nó có bị vỡ hay không. Siết lại rồi không bị gì hết, có nghĩa là bác nghiệm thu. Trường hợp mà nó có mấy con mà nó bị vỡ rang ra này, nó như con này nè, siết căng quá cái xong cái nó bị vỡ rang ra tới đây, nó không siết được nữa là ok, con này fail ha, con này fail. Thì đó là rotational capacity test. Thì đúng ra nó có thêm cái đơn vị Skidmore nữa để chứng minh được rằng là cái sức căng, cái tension của nó là nó theo tiêu chuẩn, nó yêu cầu bao nhiêu. Tuy nhiên mình không có cái Skidmore đó thì mình sử dụng cái thót cũng được, mình sử dụng cái cần lực. Thì ứng với cái cần lực của mình á, thì mình cái lúc đầu mình đã quay 1/3 vòng rồi đúng không? Mình quay 1/3 vòng thì nó sẽ tương đương với lại khoảng 520 đến 550 Newton mét. Thì cái lực thoát yêu cầu nó sẽ rớt vào khoảng 29 thiết kilobao cho bù lông M24. Thì mình cũng có thể sử dụng cái luận điểm này để mình biện chứng lại ha. Rồi ok ha, kết thúc 4 video. Tuấn sẽ standby với người khi mà record tại nhà máy ha. Ok. Ở đây là mình đánh dấu 90 độ, 580 độ. Mình đánh dấu dần lên.